Xin chào bác cho anh em. Em vừa test thử một đoạn karaoke test combo để bác cách về thay đổi nâng cấp âm ni đấy các bác ơi. Bác thay luôn con âm ni với một combo đẩy AT sao 802, một con đẩy hai kênh có thể đánh cặp loa full 30 từ 19 cùng 16 được bác nhé. Và đây tất cả combo hàng chính hãng luôn. Vang cơ này số Lex KB360 có đầy đủ cổng quang với Bluetooth, có điều khiển từ xa này, và eco reverb chỉnh rời và 5 cấp độ trùng khác nhau cho các bác anh em luôn. Em cũng đang hát với Bluetooth đây. Các bác anh em có thể lấy em Nex KB360 này về nắp vào dàn loa kẹo kéo để cho anh thuê cũng được. Và đây mic JB Pro Sound GA6, một dòng mic không dây để chính hãng có tự ngắt. Quay cho ba anh em tay mic chuôi kim loại và đuôi chuột nhá. Quay cho ba anh em và test thử chất âm cho bác anh em nghe thử một đoạn karaoke. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 60 ngày cho bác anh em. Và giá của cả combo này thì các bác anh em có thể tham khảo trực tiếp ở trên phần tiêu đề luôn. Em để trên phần tiêu đề cho bác anh em tiện theo dõi. Rất rẻ thôi, chỉ tương đương như các bác anh em mua với một con âm ni ngày xưa đầu 4 đồng hầm chút xíu thôi là các anh em thể sở hữu được cả một combo bao ship về tận nhà, và các bác không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí gì thêm nữa các bác nhé. Và anh em đang xem video mà có nhu cầu về bộ combo karaoke gồm đẩy công suất vang cơ lai số và mic không dây này, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để bên em gửi hàng về cho bác anh em. Và đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh.